Hà Nội tạm giữ 9 lãnh đạo, nhân viên trung tâm đăng kiểm để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đang tạm giữ hình sự 9 người tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2910G ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Trong số những người bị tạm giữ có Vũ Mạnh Cường, 49 tuổi, trưởng trung tâm đăng kiểm, Phạm Trung Hiếu, 45 tuổi, phó trưởng trung tâm đăng kiểm và 7 đăng kiểm viên. Theo cơ quan chức năng, lời khai của các đối tượng thể hiện Cường đã giao cấp dưới thu tiền bôi trơn của chủ các phương tiện đăng kiểm nhằm bỏ qua các lỗi như thiếu dây đai ghế sau, thiếu búa phá cửa, thiếu gạt mưa, xe đổi màu sơn. Các đối tượng cho rằng việc này là tạo điều kiện cho các chủ xe và cảm thấy những lỗi trên chưa gây nguy hiểm ngay. Cảnh sát xác định tình trạng trên diễn ra từ cuối năm 2018 đến tháng 9 năm 2022. Tổng số tiền các đối tượng thu lời bất chính khoảng 5 tỷ đồng. Trước và sau Tết Nguyên đán, Vũ Mạnh Cường đã tổ chức 2 cuộc họp, thống nhất dừng việc nhận tiền hối lộ, đồng thời chỉ đạo đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ sẽ thống nhất khi làm việc với cơ quan công an, sẽ khai không nhận nguồn tiền nào ngoài lương. Trước đó, ngày 24 tháng 2, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2910G. Quá trình khám xét, cảnh sát tạm giữ 18 máy tính, nhiều thùng tài liệu, hồ sơ và hơn 137 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan công an cũng đưa toàn bộ nhân viên trung tâm về trụ sở để tiếp tục điều tra mở rộng. Vụ cựu giám đốc sở Vũ Liên Oanh nhận 14 tỷ đồng hoa hồng, phát hiện việc xóa dấu vết. Quý vị và các bạn thân mến, để làm rõ quá trình phạm tội của các bị can trong vụ cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh nhận 14 tỷ đồng hoa hồng, cơ quan điều tra đã thu giữ, trích xuất các dữ liệu điện tử và phát hiện nhiều thông tin quan trọng. Như chúng tôi đã đưa tin ở các bài trước, trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 15 bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo đầu tiên bị đề nghị truy tố với tội danh nêu trên là Vũ Liên Oanh, cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh. Bà này hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam T16 Bộ Công an. Người thứ hai là Ngô Vui, cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh. Ông Vui cũng bị tạm giam tại trại tạm giam T16 Bộ Công an. Cựu phó trưởng phòng kế hoạch tài chính Hà Huy Long là người thứ 3 trong tổng số 15 người bị đề nghị truy tố. Ông Long cũng bị tạm giam cùng trại như bị can Oanh, bị can Vui. Trong số 15 bị can bị đề nghị truy tố có Hoàng Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Hành trình Thành công mới NSG. Nga, ngày 17 tháng 2 năm 2022, đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế thành phố Cần Thơ, tuyên phạt 8 năm tù giam cùng tội danh. Trở lại vụ án mà Vũ Liên Oanh bị cáo buộc chủ mưu cầm đầu cùng với Hoàng Thị Thúy Nga, Bảo Oanh bị quy kết đã nhận 14 tỷ đồng của Nga sau khi Nga trúng thầu. Bà này được xác định đã có động cơ vụ lợi để làm trái quy định, tạo điều kiện cho Nga trúng các gói thầu mua sắm. Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã trích xuất tin nhắn điện thoại, tin nhắn Zalo và email từ các điện thoại, máy tính của các bị can và người liên quan có nội dung liên quan đến vụ án. Theo đó, trích xuất email thẩm định gialoc.nv.a. do bị can Vũ Ngọc Minh, giám đốc và bà Nguyễn Thị Hồng Yến, nhân viên công ty thẩm định giá Gia Lộc giao nộp, thể hiện nội dung trao đổi với bị can Phạm Thị Hạnh, Phó phòng Tài chính kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh về việc hợp thức hóa chứng thư thẩm định giá cho dự án tiểu học 2019. File ghi âm cuộc gọi và nội dung tin nhắn Viber giữa bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Kim Trọng Đoàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty NSG, phụ trách ban hàng hóa, thể hiện việc Nga và Đoàn nhờ Hiền đứng pháp nhân công ty VNU. Tiếp tục trích xuất email Xuân MQFA của Trần Thị Thanh Xuân, thể hiện danh mục các email liên quan đến việc lập, thực hiện các dự án của Trần Thị Thanh Xuân và các nhân viên công ty MQF. Ở tin nhắn Zalo trong nhóm phối hợp NSG được in từ Zalo của Nguyễn Thị Thu Hà, nhân viên công ty Remy, với Nguyễn Thị Lý, nhân viên công ty Remy,
và Diệp Anh, nhân viên công ty MQF về việc mượn hồ sơ năng lực để tham gia dự thầu. Đáng chú ý, theo cơ quan điều tra, tin nhắn từ ứng dụng nhắn tin Facebook của Hoàng Thị Minh Tâm với Nguyễn Thị Thùy và Diệp Anh thể hiện việc xóa dữ liệu liên quan trên điện thoại và máy tính để đối phó với cơ quan điều tra. Mặt khác, trích xuất dữ liệu USB do Kim Trọng Đoàn giao nộp có tài liệu về việc công ty NSG trao đổi hoạt động công việc liên quan đến đấu thầu các dự án với thủ đoạn nâng khống giá hàng hóa bằng việc ký các hợp đồng nối giá với các công ty trung gian tại nước ngoài. Quy trình 93 bước thực hiện dự án, phân công nhân viên liên hệ, phối hợp với chủ đầu tư từ khâu chủ trương thực hiện dự án, khâu lập dự án đến khi kết thúc dự án. Ngày 10 tháng 1 năm 2020, tức 16 tháng Chạp năm 2020, Nga có mặt tại thành phố Hạ Long, có liên hệ điện thoại với Vũ Liên Oanh. Ngày 17 tháng 1 năm 2020, tức 23 tháng Chạp năm 2019, Nga có mặt tại thành phố Hạ Long, có liên hệ điện thoại với Hà Huy Long. Cơ quan điều tra xác định dữ liệu trên phù hợp với lời khai của các bị can Vũ Liên Oanh, Ngô Vui và Hà Huy Long về khoảng thời gian Nga gặp và đưa tiền. Từ vụ Nguyễn Phương Hằng bàn về giới hạn của quyền được nói. Thưa quý vị và các bạn, sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự, có nhiều người bị khởi tố liên quan đến vụ án này. Một nhà báo và hai luật sư vừa bị khởi tố cũng vì hành vi trên. Các cơ quan tố tụng có trách nhiệm làm rõ hành vi vi phạm của các bị can. Nhưng các bị can trong vụ án này là nhà báo, luật sư lại vi phạm Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Đó là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo dõi thông tin trên thực tế và công bố ban đầu của cơ quan điều tra cho thấy liên quan đến phát ngôn của các bị can, công dân có quyền được bảo vệ hình ảnh, nhân phẩm, danh dự, uy tín và luật pháp được đặt ra để điều chỉnh các hành vi vi phạm quyền công dân. Ai cũng có quyền nói, phát ngôn, phản biện, tranh luận nhưng không được gây tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người khác. Quyền hợp pháp ở đây chính là uy tín, danh dự, nhân phẩm, hình ảnh của công dân đã được hiến định. Thực tế cho thấy, từ khi xuất hiện các nền tảng mạng xã hội, ngoài các lợi ích mà nó mang lại thì cũng lắm thứ gây hại. Nhiều người sử dụng mạng xã hội làm công cụ tấn công người khác. Đã có rất nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trở thành nạn nhân của bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, lăng nhục nhưng không biết kêu ai. Một thông tin bêu xấu một cá nhân lan truyền trên mạng xã hội ngay lập tức được chia sẻ, lan rộng như một cơn lốc, dìm chết một con người. Có trường hợp, nạn nhân chỉ muốn tự tử vì trầm cảm, vì uất ức, chịu không nổi trước áp lực dư luận. Đáng sợ hơn, những người chia sẻ thông tin bất chấp sự thật, bất kể tính khách quan, hả hê khi đưa tin xấu về cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và coi đó như sự thỏa mãn vì đánh vào đối tượng xấu xa. Nhưng không ai nhận thức rằng mình đang tiếp tay cho việc ác, có thể đang đập chết một doanh nghiệp làm ăn chân chính hay một cá nhân sống lương thiện. Cộng đồng doanh nghiệp rất sợ hãi về hoang tin, tin bịa đặt về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thực phẩm nhiễm chất gây ung thư hay mất an toàn vệ sinh. Bị những vụ bêu xấu trên mạng xã hội như vậy, coi như doanh nghiệp tiêu tan, nếu không cũng thiệt hại rất lớn để khắc phục hậu quả. Vụ án với cái tên nổi tiếng Nguyễn Phương Hằng cũng nhắc nhở cho cộng đồng về bài học phát ngôn. Những người muốn nổi tiếng trên mạng xã hội tạo những cú scandal, chửi bới để gây tiếng vang thì hãy coi chừng sẽ bị pháp luật sờ gáy có ngày.